truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, vô trong quân ngũ đồng đội như người thân. Dù biết lúc mới quen vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, giờ đây khi gắn bó với nhau sẽ giúp đỡ nhau cùng. Sao cậu lại nhận cái đúng cái phần việc khó nhất đấy nhỉ? Vừa nhiều cỏ, cống thì tắc. Mà... Ủa ôi, dài phết cả km chứ đi đâu. Thì mình là người đại diện cho đơn vị, đi giúp nhân dân. Những cái việc khó nhất, phải sắn tay lên mà làm chứ. Đúng rồi đấy. Tớ nghĩ là nếu mà cố gắng hết sức thì vẫn có thể xong được. Mà thôi, cố gắng lên các cậu. Trường. Gì đấy? Tổ ong kìa. Ui. Ui. Cẩn thận nó mà đốt, cậu không chạy được đâu. À, ông bảo vệ. Loại này mà đốt thì sững phải bằng cái chén ấy. Ui dồi, nè. Này, tớ chùa chỗ đấy lại nhá. Tớ nghĩ thế đấy. Ui dồi. Ê, hai, chi đoàn cử thêm người cho anh em mình kìa. Ơ, tôi tưởng là đại diện đoàn thanh niên làm phía bên kia cơ mày. Ừ, quan trọng cái gì, càng thêm người anh em càng xong sớm. Chám gì. Thế cũng hay đấy. Chào đồng chí. Anh gọi em à? Đúng vậy, tôi nhắc nhở đồng chí. Chúng tôi đã làm được 30 phút. Thanh niên như đồng chí là hơi bị chậm trễ đấy nhá. Thôi, cuối của đồng chí đây, làm đi. Nhưng anh là? Quên, chưa giới thiệu. Đồng chí Trường, đồng chí Tâm, đồng chí Kiệt. Rồi đây, đồng chí làm đi. Nhưng em đang phải đi sang bên kia. Đây, đồng chí cứ bình tĩnh. Đồng chí không thấy bên kia đã quá đông rồi. Mà cuốc bên đấy không thể sắc bằng bên này được. Thôi, đồng chí cứ ở đây. Chúng tôi có 3 người, hãy hỗ trợ chúng tôi nhé. Đồng chí tóc không nhanh nhẹn lên. Vâng, thôi để em làm. Dừng lại. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Các cậu làm cái gì ở đây đấy? Dạ, chúng cháu đang khai thông cống rãnh cho làng mình để chống ngập lụt bác ạ. Ai cho các cậu làm? Dạ, chúng cháu là đoàn thanh niên đang xây dựng nông thôn mới. Bọn cháu đến đây hỗ trợ bác ạ. Dạ đúng rồi bác ạ. Bọn cháu không chỉ dọn dẹp cỏ dại dưới này đâu, mà sẽ trồng thêm cả hai hàng hoa hai bên này nữa. Rất là đẹp bác ạ. Xấu đẹp không quan tâm nhá. Mà các cậu làm đâu thì làm, không được làm cái đoạn đất qua nhà tôi nhá. Cỏ ngập lụt mặc không sao cả nhá. Bác ơi, các anh bộ đội đã phải dành cả ngày nghỉ đến giúp làm mình. Bác để cho chúng cháu làm cho kịp ạ. Ngân con ông Ngân phải không? Dạ vâng, cháu Ngân đây ạ. Kể cả bố cô là chủ tịch xã, tôi cũng không đồng ý cho làm qua đất nhà tôi nhá. Dạ nhưng bác ơi, chúng cháu làm đoạn đường cả làng nhà mình mà lại không làm qua nhà bác thì không đạt hiệu quả đâu ạ. Tôi không quan tâm. Thế nhá. Không được làm nữa. Bác ơi, nếu như mà bác không đồng ý thì thôi, chúng cháu sẽ để lại ạ. Rồi. Các anh thông cảm. Bác là người khó tính nhất trong xóm, không tham gia sinh hoạt đoàn thể bao giờ. Bác ý bảo, đường làng chạy qua cổng nhà bác ý là của nhà bác ý nên mới không cho chúng ta động vào. Bác ấy lớn tuổi, cho nên chúng ta không thể ở đây mà đôi co được. Tôi nghĩ là cứ phải từ từ.
tìm cách thuyết phục cho hợp lý. Nghỉ tạm nữa đã đồng chí ơi. Chưa. Mời đồng chí. Em cảm ơn. Ơ, chị Ngân. Em tưởng hôm nay chị trực ở trạm xá cơ mà. Ơ, sao lại trực trạm xá? Thì chị Ngân là y tá mà. Ồ, thế cô ấy không phải là đoàn viên được cử đi lao động ngày hôm nay à? Dạ, không phải ạ. Em đang trên đường đi trực, thì các anh chặn lại và em làm cỏ còn gì nữa à? Ồ, thế là bọn mình hiểu nhầm, làm lỡ mất việc của Ngân rồi. Không sao đâu ạ. Trong lúc làm cùng các anh, em đã nhờ người trực hộ rồi ạ. Ồ, thế thì may quá. Ngại quá. Xin lỗi Ngân nhá. Tại tôi chặn Ngân lại. Mà sao Ngân không nói luôn? À, lúc đó nhìn mặt anh nghiêm khắc quá. Cứ bảo em làm đi làm đi. Nên em đành phải nghe theo thôi ạ. Nghiêm khắc. Cậu mà cũng bắt nạt được người khác rồi đấy. À, nhưng không sao đâu các anh ạ. À, giúp anh cũng là việc tốt mà. Này uống nước đi. Này. Này, 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 Tâm, Tâm. Kia có phải chú tổ không? Kia. Thôi. Chết. Thằng bé. Ê, chạy đi. Chạy ra ngoài ra. Hóa ra là con ong này đốt chỉ xương xương gì thôi, chứ không đến nỗi to bằng cái chén. Hả? Sao lại đánh tớ? Tớ đang đau chết thì được cậu còn đùa được à? Hả? Thì thôi, tớ cũng đùa nữa, làm gì đâu mà. Em đã bôi thuốc, chắc sẽ hết đau nhanh thôi. Nhưng mà vết xương này, chắc phải mai mới hết đấy. Ừ. Đấy nhá. May cho cậu ấy là hôm nay có cô y tá ở đây này, chứ không ấy thì cậu... À Tâm, nhà bé sao rồi? Tớ vừa đưa cháu bé về rồi. May mày không bị ong đốt. May quá. Đốt làm sao được đứa này? Tớ ở đấy, nó đốt tớ. Đốt đâu đứa này đấy. Đấy, người lớn mình còn đau như thế. Nói thật nhá, hôm nay tớ rất nể cậu. Tại bình thường cậu nhát gan lắm cơ mà. Sao hôm nay nhanh chân đấy? Ôi, tớ sợ ở giờ đến được ấy. Đã qua là... Tôi không muốn lũ ong đốt đứa trẻ đấy thôi. Được, tốt lắm. Thế các chú ngồi đâu hoàn toàn? À, chỗ này phải không? Không muốn ngồi đây ạ. À. Ơ, bác ạ. Ờ, chào các cậu. Thế cậu có phải là chú bộ đội cứu cháu tôi thoát khỏi tổ ong không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà... À, đây là cháu của bác ạ. Ừ, thằng cháu nội của tôi đấy. Hôm nay mà không có cậu, không có các cậu nữa thì thằng cháu tôi đã nằm viện mất rồi. Có gì đâu ạ, bác ơi. Không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ trong tình huống đấy đồng chí nào cũng làm như vậy thôi ạ. Thôi, cũng là tại bác. Trước đây xóm hô hào phát quang làm cho nó sạch sẽ thì bác can ngăn, bác không cho làm. Bây giờ thì nó rậm rạp quá, hết muỗi rồi lại ong nữa. Thôi, bác đồng ý làm. Bác về bác lấy dụng cụ ra làm với các cậu nhé. Ờ, bác ơi. À, mấy việc này bác cứ để chúng cháu tự xử lý ạ. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Thanh niên bọn cháu sức dài vai rộng, để bọn cháu làm cho bác ạ. Ôi, thế thì quý quá. Bác có ít cây nhà lá vườn đây nhá. Biếu các cậu. Dạ, giúp bác một cái nhá. Dạ, cảm ơn bác ạ. Ừ. Con cảm ơn các chú ạ. Chào. Chào con nhé. Rồi, cảm ơn. Rồi, chào ạ. Các anh dân vận khéo thật đấy. Bác còn cho cả quà này. Công to nhất mà không ăn được. Công không ăn được à? Thế thì bọn tớ ăn. Ủa cậu này. Em này. Cảm ơn ạ. Anh nhau 11 26 12 27 13
2, 4, 30, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cái gì này? Cuốn sách ở đây này. Nữ anh hùng quê hương Đồng Hới. Ô, cậu đọc cả cuốn này cơ à? Ôi, được đấy. Cái cuốn này rất hợp thanh niên bọn mình luôn đấy. Cuốn này hay thế à? Ừ. À, thì cậu đọc rồi mà không biết à? À mà nếu mà lúc nào cậu đọc xong thì cho tớ mượn đọc với nhá. Ờ, nhưng mà có phải của tớ đâu. Thế của ai? Ê, thôi, theo tớ ấy, là cứ để đây, chủ nhân của nó khác tìm thấy nó, đúng không? Ừ, cũng đúng. Ơ nhưng mà hình như trời sắp mưa rồi sao? Ờ, bây giờ mà để cuốn sách ở đây mà chủ nhân của nó không kịp quay lại tìm thì mưa ướt hết à? Thân tặc Hà Nội. Ê, hay là tớ cứ cầm, khi nào tìm thấy chủ nhân tớ giả lại nhở? À, tớ nghĩ ra một cách rồi. Ở một nơi mà ai cũng biết, chỉ cần gửi quyển sách này ở đấy thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ tìm thấy. Ở đâu ấy? Chỗ thân thiết nhất với cậu còn gì nữa. Ừ, ơ, em cũng mang sách hả Ngọc? Em gửi ạ. Dạ không anh ạ, quyển sách này bị để quên, có một đồng chí gửi nó ở đây mong muốn là tìm về với chủ ạ. Nhớ ai công nhận là chủ nhân của sách thì em trả cho ai. À, ai mà đoán đúng số trang quyển sách này đang đọc dở thì em mới trả cho người đấy được chứ. Thế thì bọn anh chịu rồi. Hay thế à? Thế tưởng tìm từ nãy. Cậu ngồi xuống đây. Tớ đang đọc thơ. Đấy à? Đọc đi, đọc tớ nghe đi. Hầm hập trưa hè mẹ nấu cơm, cả đời vất vả với rạ rơm. Nắng hạn mưa giông mùa sâu bệnh, giấc ngủ bao đêm vẫn chập chờn. Hè đến nằm trên đất quê ta, bằng lăng xanh biếc rực màu hoa. Nghị quyết đảng về hương sắc mới, tỏa khắp xóm thôn đến từng nhà. Ui, hay thế. Ui, hay thế. Cậu ngồi xuống đây. Này, cậu đọc thêm bài nữa đi. Tớ đọc nhá. Ừ. Bài này là bài Tự Cường Đất Mẹ. Con đã về đây hỡi quê hương, Tự Cường ơi, đất mẹ yêu thương. Xa quê năm tháng đi đánh giặc, quê vẫn bên con mọi nẻo đường. Luôn nhớ trong tim những tên làng, nhớ chợ Hòa Bình, phiên chợ quê. Hay quá. Này, ở dưới căng tin con sách đang tìm chủ đấy, có phải của cậu ông Tâm? Sách gì hả cậu? Nữ anh hùng quê hương Đồng Hới. À, thế đúng là cuốn của tớ rồi. Hôm vừa rồi tớ để quên trên ghế đá, đến lúc quay lại thì không thấy đâu. Ui giời ơi, thế mà tớ gửi dưới căng tin một tuần chả thấy cậu xuống nhận gì cả. Thì cậu Tâm có mấy khi xuống dưới đấy đâu mà biết. Thì những lúc tớ rảnh tớ thường đọc sách cơ mà. Ờ, mà cậu đọc tiếp đi. Quê đã đổi thay nhanh biết bao, con đường lầy lội những năm nào, nay đã tôn cao đen mặt nhựa, xe bon nhanh mà êm êm sao. Ôi dồi ôi, sao cậu nhiều sách thế?
Ba lô của tớ ngoài quân tư trang ra thì có những thứ này. Mỗi lần mang đi hành quân cũng nặng phết đấy. Nhưng mà bình thường ấy, tớ thấy cậu ít khi cầm sách mà nhỉ? Ừ. Thì mỗi lần tớ đọc sách, tớ thường ngồi gốc cây, chỗ yên tĩnh. Các cậu làm sao mà biết được? Thì ra là như thế. Nhưng mà cậu nhiều sách thật đấy. Này, cho tớ mượn cuốn thơ hôm trước cậu đọc ấy. Cuốn thơ hôm trước à? Ừ. Cậu tớ mượn cuốn này được không? Đúng rồi, đúng rồi. Ý, tớ cảm ơn nhé. Tớ mượn nhé. Này, cậu có quyển tiểu thuyết nào hay không? Tiểu thuyết à? Đây. Mà cậu mượn nhớ giữ cẩn thận nhá. Cho tớ mượn nhá. Ôi. Này, lại có sách mới à? Ừ, người nhà tớ vừa mới lên, gửi cho tớ mấy cuốn nữa. Tớ đi đây. Ừ. Này Kiệt ơi. Hả? Đợt hành quân này của bọn mình có khi phải đi mấy hôm nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Thế nên là cậu phải thu xếp đầy đủ đồ đạc vào đấy nhá. Tâm ơi. Ơi. Tối nay hành quân, cậu phải vác B41 đấy nhá. Ừ. Cậu cầm một tớ à? Ừ, rồi, chính ra không nặng mấy nhở. Cảm ơn các cậu nhá. Ui giời, có gì đâu. Cầm một cậu, cậu còn cho đọc ké. Tất nhiên rồi. Các cậu muốn đọc cuốn nào cứ bảo tớ. Đọc sách thì cũng tốt thật đấy. Nhưng mà bọn mình hay phải báo động, thường xuyên phải hành quân cơ động. Lúc nào cũng mang cả đống sách này theo, tớ nghĩ là không ổn đâu. Dễ thất lạc, lại dễ mất nữa. Cũng đúng đấy. Nhưng mà tớ không bỏ nó được. Thì cậu có thể tìm một chỗ định cư ổn định nào đấy cho nó mà được mà. Đấy. Giờ thì cậu Tâm không cần phải mang chúng cho làm gì cho nó nặng nữa. Cảm ơn Ngọc nhá. Có gì đâu, em cũng thích đọc sách mà. Em sẽ giữ gìn chúng thật là cẩn thận. Có gì anh rảnh xuống đây đọc nhá. Từ giờ cứ thời gian rảnh anh xuống đây đọc sách nhá. Cũng thế. Ôi, đại gia là đây. Trời ơi. Này, sau này có việc gì cần cứ đến tìm cậu Tâm nhỉ? Đại gia cái gì? Đây là tất cả tiền tiết kiệm của tớ đấy. Tiền tiết kiệm? Quá nhiều luôn đấy. Tớ này chả tiết kiệm được đồng nào. Mà đang cần có tí việc, cậu Tâm cho vay tí. Không được. Số tiền này tớ có việc cả rồi. Đi đây. Kì bò. Mấy ngày hôm nay xem thời sự thì chắc là hai cậu cũng đã biết về tình hình lũ lụt miền Trung rồi đúng không? Chi đoàn thanh niên đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung trên tinh thần tự nguyện, thì tùy tâm mỗi người
ai có 5.000 hay 10.000 thì cũng đều quý cả. Tớ sẽ là người góp trước. Đây. Tớ phải đợi mãi đấy. Tớ muốn gửi gắm một chút tấm lòng vào đồng bào miền Trung. Nhưng mà chỉ tiếc là đơn vị mình xa quá. Không thì tớ cũng xung phong vào cùng đồng bào miền Trung vượt lũ và khắc phục lũ. Thì các chiến sĩ đang ở trong đấy bọn mình giúp dân đấy thôi. Bọn mình không giúp được công thì thôi, đành giúp bằng của vậy. Kìa cậu. Mà tớ đang hơi kẹt thật. À, may quá, vẫn còn đồng tiền cuối cùng, hơi ít nhỉ. Ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu thôi, cậu không phải ngại đâu. Cậu từng ấy rồi á. Nhưng mà đây là tất cả số tiền tớ còn rồi. Không sao đâu. À mà tớ phải đi kêu gọi mọi người quyên góp đây. Hai cậu ngồi đây nhá. Này, tớ không ngờ cậu Tâm lại ki bo như thế luôn ấy. Tớ còn tưởng cậu ấy đóng góp ít nhất phải 200, à không, 500. Hả? Cậu đừng có mà đánh giá nặng nhẹ tấm lòng người khác như thế. Có thế nào người ta đóng thế đấy, có sao đâu mà. Thì biết là thế. Nhưng mà khổ cái, cậu ý ra cũng phải đóng 50k chứ. Thôi chứ, cậu cứ lèm ba lèm bèm cái chuyện này làm gì. Mà cậu không thấy à? Cậu Tâm ý, cậu ấy cũng dành ra những đồng tiền cuối cùng của mình rồi còn gì. Cuối cùng? Ừ. Này, cậu Tâm á, nhiều tiền cực luôn. Thật á? Thật, tôi nói dối cậu làm gì. Mà nhá, còn chưa xét đến trường hợp nhá, gia cảnh cậu ấy khá giả nhá. Này, tưởng người ta càng giàu người ta thoáng đáng, ai ngờ càng giàu càng ki bo. Này, đã gọi để ủng hộ thì 1 triệu hay 100, tớ nghĩ đều quý giá như nhau. Dù tớ không có nhiều, nhưng tớ đã cố gắng ủng hộ hết sức trong khả năng của mình rồi còn gì nữa. Tâm! Tâm! Tớ đã bảo với cậu rồi. Cái miệng làm hại cái thân đấy. Cậu nói như thế để cậu ấy giận rồi ấy kìa. Thì... tớ nói đúng mà. Hey. Trốn tăng gia đúng không? Đi đâu ấy? Thế đi gói bánh trưng. Sao gói bánh trưng? À, Tết đâu? À, em là anh. Ôi! Ê, cô giáo, hôm nay cô giáo đi đâu vậy? Vào đơn vị có việc gì đấy? Em mang gạo nếp và đậu xanh sang để góp anh ạ. Tí nữa thì các bạn trong chi đoàn sẽ mang thêm thịt lợn và những thứ khác nữa ạ. Thịt lợn, nếp, đậu xanh, làm gì ấy? Dạ thì để gói bánh trưng ạ. Xin phép ạ. Hôm nay ngày gì mà người ta thích gói bánh trưng nhỉ? Ê, trời, trời. Gì mà vội vã thế, đi đâu ấy? Tớ đi xuống dưới phòng bếp để hỗ trợ gói bánh trưng chứ còn đi đâu. Ê, từ. Gói bánh trưng á? Ừ. Hôm nay là ngày gì mà ai gói bánh trưng? Đã Tết đâu? Thế cậu không biết gì à? Biết gì? Đơn vị mình tổ chức gói bánh trưng để gửi vào trợ cấp cho đồng bào miền Trung. Một miếng khi đói và một gói khi no mà. Thôi, tránh ra, tớ đi đây. Ơ, à, đợi với. Tớ giúp cậu. Nghe nói sáng kiến gói bánh chưng là của cậu à? Ừ, nhưng mà sáng kiến gì đâu. Thì tớ thấy cái việc cứu trợ ấy, mà cứ chỉ ăn mì tôm với cả bánh mì thì khó nuốt lắm. Cho nên tớ muốn làm bánh chưng, tuy hơi vất vả nhưng mà người dân dễ ăn hơn. Ờ, đúng đấy. Này, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thế mà tớ cứ tưởng
cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc miền Trung đang bị lũ lụt hoành hành cơ. Xin lỗi nhá. Xin lỗi à? Ừ. Thế bây giờ cậu ngồi rửa lá, gói bánh, rồi nấu bánh đi. Để tớ qua bên trong xem anh em làm đến đâu rồi. Ok. Nhớ làm nhanh lên đấy. Ok, cậu vào đi, để tớ. Này, làm được. Rồi, thôi, tưởng gì. Ô đây, đây, đây có khi chính là bánh chưng mà chúng ta gửi vào ấy nhở? Thì bây giờ tớ thấy là cũng có rất là nhiều nơi người ta gửi bánh chưng đi cứu trợ rồi cậu ạ. Bánh chưng vừa dễ ăn mà lại no bụng lâu, hợp lý quá còn gì. Mà này, chưa, cậu có biết ấy, là cậu Tâm này đã bỏ ra toàn bộ số tiền của mình để mua nguyên liệu làm bánh chưng đợt vừa rồi không? Cái gì? Toàn bộ số tiền tiết kiệm á? Ừ. À, từ hôm trước quyên góp cậu ấy bảo không có mà. Ơ thì đợt trước ấy thì cậu ấy bỏ ra toàn bộ số tiền để mua gạo nếp rồi. Thì đương nhiên là làm gì còn đồng nào để quyên góp nữa, đúng không Tâm? Tiền tớ nghĩ tớ sẽ tiết kiệm lại được. Còn việc cứu người là quan trọng nhất. Xin lỗi, tớ đã hiểu nhầm cậu. Cho tớ xin lỗi nhá. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Việc tớ làm mà tớ muốn, chứ phải trưng ra làm màu cho người khác khen ngợi. Tớ cũng vậy đấy. Tớ chỉ muốn trực tiếp giúp đỡ người dân thôi. Thật không? Nếu như mà cậu muốn giúp đỡ người khác ấy, thì tớ nghĩ là có rất là nhiều cách đấy. Thế á? Cách gì? Tớ đã đăng ký cho cậu cả ngày hôm nay đi cắt lúa trong làng. Gia đình mà cậu cắt lúa hộ chính là gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy. Tớ đã bảo rồi, đã có lòng thiện thì ở đâu cũng có thể làm việc tốt. Các cậu nói đúng. Sức trai trẻ không ngại việc khó, và nhất là với một chàng trai nhân ái như tớ. Hả? Tớ đi đây. Cố lên. Cố lên. Tìm gì đấy? Dầu gội đâu? Dầu gội á? Lọ toi bé, để tớ tìm cho. Không phải lọ, mà là gói. Dùng 3-4 lần rồi. Hả? Ui tôi chết. Này, có phải cái gói màu xanh xanh bé bé thôi nó bị cắt ở góc không? Đúng luôn. Đưa đây. Tớ đi gội đầu tắm giặt đi. Tớ thấy vứt ở gầm giường, tớ tưởng hết, tớ vứt đi rồi. Hết rồi hết. Mới dùng có 3-4 lần, còn những 1/5 gói đấy. Chỗ đấy nhá, tớ tắm gội 1 lần luôn. Tại cậu ấy, giờ làm nào? Đến giờ đi tắm rồi. Thôi được rồi. Này, dùng tạm dầu gội của tớ đi. Dùng đi. Rồi, nể lắm ý nhá. Có cái loại gì chống lạ thế? À, dầu gội kèm nước hoa. Đảm bảo đấy. Nói thật là cái này tớ cũng dùng tạm rồi, có mỗi 500 mà. 500 à? Ừ. À 500.000 đó. Ờ. 500.000 cái loại mẹ tí này á. Dùng đi, đừng chê nhá. Không chê, không chê. Không phải dùng tạm đâu. Dùng mãi mãi luôn. À quên, 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 còn một cái nữa. Sữa tắm. Ủa ôi. Tắm lại còn một loại riêng cơ á? Ừ, dầu gội và sữa tắm phải loại riêng chứ. Cái này là 100% organic. Đây là lọ mà thằng em họ đi học ở Pháp nó mua tặng nữa. Mua ở Pháp? Ừ. Ui dồi. Thế phải thử mùi vị Pháp nào đó. Nè, cái chỗ này có khi bằng cả lọ to của tớ mà. Bình thường ở nhà ấy, áo tớ mặc toàn mấy triệu, chưa kể đồng hồ, giày dép. Mỗi lần đi chơi là khoác lên người tầm chục củ. Ui ôi, cậu toàn dùng đồ xịn thế nhở? Bố tớ mua mà, với cả nói thật là dùng đồ xịn từ bé, nó khó bỏ lắm. Tắm đi nhá, tớ đi đây. Đúng là lính cậu ấm có khác.
Thơm à? Thơm. Nhưng mà tớ ngửi mùi đậm đặc quá là tớ bị dị ứng ấy. Có dầu gội đầu mới à? Mang cho tớ thử tí nhá. Cuộc công chiến mà. Ngoài quân tư trang được phát ra nhá. Tớ nói với cậu nhá, cậu ý nhá. Toàn đồ make in nước ngoài luôn. Thật á? Ờ, bình thường á, ăn mặc quân phục như anh em mình thôi. Còn không á, cậu ấy tỏa sáng nhất đội luôn. Hiểu không? Đấy, 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 đấy. Nhìn cậu ấy kìa, ghê chưa, ghê chưa. Nhìn bề ngoài tầm ngầm thế mà. Đại gia thế cơ. Thôi, đi đây. Ờ, dùng đi. Chị đấy. Ờ, tôi xin phí nhá. Lấy đi. Thơm gì? Thế hôm nay mình mới biết. Tránh đường bạn ơi! Ôi trời! Rồi ạ! Ui, mùi gì kinh thế? Mùi gì đâu phân lợn chứ có gì đâu mà kinh? Phân lợn á? Ờ, cái này á, mà tưới bầu với bí á, sai đét luôn. Cậu bắn vào áo tớ này thì bao giờ mới hết được mùi? Ui dồi ôi, tắm xà bông là hết. Ngày trước ở cùng cậu chính nhá. Eo ơi, cậu còn bị bệnh sạch sẽ này, sợ lợn. Sau này tâm sự với lợn là mầm có gì đâu. Tớ khác, cậu ấy khác. Khác cái gì vào đây, ai cũng như ai thôi, chả ai khác cả. Thế nhá. Rồi, ngồi đấy làm gì, đi tắm đi. Tớ hết dầu gội rồi. Gọi điện thì bố bảo là tháng sau mới mang đồ lên thăm được. Ê nhá, ê, có một nửa, dùng đi. Thế không dùng quen tớ sợ dị ứng á. Quen cái gì, cả đơn vị đều dùng cái này làm sao đâu. Dùng đi, không sao đâu. Không. Nè, dùng cái này của tớ này, diệt khuẩn tốt. Thôi tớ cảm ơn nhưng mà tớ thà tắm chay vài ngày còn hơn chứ dùng mỹ phẩm mà không phải đồ xịn, tớ không chịu được. Tôi, tùy cậu. Cậu Chiến vẫn dối tớ từ hôm qua đến giờ. Bảo tắm bánh xà phòng không. Tớ đã bảo rồi. Chỉ nước thôi thì làm sao mà có thể sạch được mùi phân lợn. Đúng rồi. Sướng quen rồi, khổ không chịu được. Chào bù tớ nhá. Có đợt, gội đầu bằng ô mô. Hả? Thật, thề luôn. Này, tóc tôi đu, lên nhánh luôn. Trời ơi. Mình là lính, mình phải bình dân và linh hoạt chứ này. Mà kể cũng lạ thật đấy. Đi lính mà cứ phải sang chảnh thì làm sao mà làm lính được. Ê, nói nhớ. Chiều nay đơn vị mình có vụ kéo cá dưới hồ. Không biết cậu ấy làm nào nhỉ? Hết phân lại đến mùi cá tanh thế nhỉ, làm sao hết mùi rồi. Ôi. Cái này không organic, cũng chẳng phải là hàng xách tay hay là xách chân như cái loại cậu thường dùng. Nhưng mà nó diệt khuẩn tốt, tiện dụng, giá lại rẻ nữa. 2/3 các đồng chí trong trung đội này dùng đều rất là tốt và chưa thấy có ai có vấn đề gì cả. Nhưng mà nói thật là tớ... Tớ biết cậu ở nhà là con cưng, được nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Tất cả những đồ mà cậu dùng ý, đều là những loại tốt nhất. Nhưng mà vào đây rồi thì ai cũng như ai cả thôi. Cậu cũng là một người lính giống như chúng tớ. Thì tớ vẫn làm các nhiệm vụ chứ có ca thán gì đâu. Chỉ là thói quen dùng đồ kỹ tính từ bé rồi. Thói quen còn thay đổi được nữa là mấy cái thứ này. Giản dị đi cho dễ sống. Chứ sang chảnh quá làm gì. Không giống lính bọn mình đâu. Cậu nói đúng. Thói quen nào cũng thay đổi được. Để tớ tắm thử vào cái này xem đi nào. Dầu gội à. Mưa công trường, mưa công trường. Ê, ê, xem nào. Sạch bong kín kít. Yeah. Được.
Dùng cũng được ấy nhỉ? Cũng sạch, nhưng mà hơi khô da. Mà dầu gội này là cái loại gì đấy? Tớ cho bao nhiêu cũng chả thấy bọt đâu. Nhưng mà được cái thơm. Dầu gội nào? Đây này. Cậu ấy dùng có tí dầu gội sao mà cậu bẩn thần á? Dầu gội nào? Nước xả vải. Tớ chiết vào lọ dầu gội cũ. Mà thôi, kệ cậu ấy, cậu bảo thơm. Thì thầm gì đấy? Có gì đâu. Có gì đâu. Ô, tớ đang khen là dầu gội thơm quá. Thơm nhá. Thơm thế. Đi nhá. Đi đi.